cầy vằn. Chúng được liệt trong sách đỏ Việt Nam, mức độ đe dọa có nguy cơ tuyệt chủng. Chúng được liệt vào nhóm 2B, Nghị định 32 của Chính phủ, hạn chế khai thác sử dụng vì mục đích thương mại động vật rừng có giá trị về mặt khoa học, môi trường, kinh tế, số lượng quần thể còn ít trong tự nhiên hoặc có nguy cơ tuyệt chủng. Như vậy, việc mua bán là hoàn toàn vi phạm pháp luật. Có hai loài TT ở Việt Nam, TT Java và TT vàng. Cả hai loài TT này được nhìn thấy trong các bình rượu nhiều hơn trong tự nhiên. Chúng đều nằm trong sách đỏ Việt Nam và được bảo vệ bởi Nghị định 32 của Chính phủ. Ở Việt Nam, tất cả các loài rắn không sinh trưởng được trong môi trường nuôi nhốt đều được bảo vệ. Hổ mang chúa là một trong số đó. Vì thế, nếu bạn đang dùng thịt rắn hổ mang chúa nằm trong nhóm 1B, được Nghị định 32 của Chính phủ nghiêm cấm khai thác sử dụng vì mục đích thương mại, tức là bạn đã vi phạm pháp luật Việt Nam. Các điều luật về buôn bán động thực vật hoang dã ở Việt Nam ra đời để bảo vệ di sản thiên nhiên và các loài động vật khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Đây là trách nhiệm của mọi người dân ở Việt Nam trong việc tuân thủ luật pháp và góp sức bảo vệ những loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng. Chúng ta thật may mắn khi Việt Nam là một trong những nơi có nguồn đa dạng sinh học phong phú nhất trên thế giới. Nhưng điều đó sẽ dần dần mất đi khi ngày càng có nhiều loài động vật biến mất. Để điều này không xảy ra, cần phải có sự thay đổi về mặt nhận thức trong việc sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên đang có. Và chúng ta cần phải chấm dứt tình trạng tiêu thụ các loài động vật quý hiếm. Việc bảo tồn các sinh vật quý hiếm không chỉ cho các thế hệ mai sau, mà còn cho chính những cánh rừng, những con sông và đại dương. Mọi sinh vật sống nằm trong hệ sinh thái đều là một phần trong sự cân bằng kỳ diệu của tự nhiên với những vai trò nhất định. Chúng ta chưa thể thực sự hiểu được tầm quan trọng của một loài sinh vật cho đến khi chúng hoàn toàn biến mất và để lại những hậu quả nặng nề trong tự nhiên. Cái sự có mặt trong cuộc cầy vằn nói riêng và thú ăn thịt nhỏ nói chung trong tự nhiên là một điều rất là quan trọng, bởi vì nó là một cái mắt xích của lưới thức ăn. Lấy ví dụ như là loài cầy vằn là thức ăn của những cái loài thú lớn, nhưng nó lại ăn những cái loài nó lại có cái tác dụng là kiểm soát những cái loài động vật nhỏ như là chuột chẳng hạn. Nếu một ngày nào đó TT bị khai thác tới mức tuyệt chủng thì chuỗi các sinh vật trong mạng lưới sự sống sẽ mất đi một mắt xích rất là quan trọng, và đa dạng sinh học sẽ bị suy giảm và hệ sinh thái sẽ vì thế mà mất đi sự cân bằng. Con hổ chúa ở trong tự nhiên thì nó là một trong những con động vật ở nằm trong chuỗi sinh học. Vì con hổ chúa nó ăn thịt, ăn động vật. Nó ăn, có thể ăn cá, có thể ăn những cái rắn nhỏ khác, hoặc là có thể ăn chuột, có thể có những cái động vật nhỏ khác mà nó bắt được. Vì thế cho nên nó là một trong những cái chuỗi sinh học bình thường ở trong thiên nhiên. Thế nên là chúng ta bảo tồn được nó thì là bảo tồn được cái chuỗi sinh học. Để gìn giữ hệ sinh thái trên hành tinh này, sự quan tâm của chúng ta đến vấn đề này là rất cần thiết. Đa dạng sinh học chính là toàn bộ sự sống trên trái đất. Chính đa dạng sinh học mang cho con người thức ăn, và đa dạng sinh học tạo ra không khí để chúng ta hít thở mỗi ngày. Nhưng hiện nay, đa dạng sinh học đang mất dần với một tốc độ chưa từng thấy. Điều này không chỉ dẫn đến sự tuyệt chủng của một số loài động vật, mà còn ảnh hưởng tới chính sự tồn tại của loài người. Chúng ta có thể thấy một số ít người đang hưởng lợi trước mắt từ việc buôn bán động thực vật hoang dã. Nhưng những hoạt động này lại có ảnh hưởng sâu nặng tới sự tồn tại của tất cả mọi người. Với tình trạng buôn bán động thực vật hoang dã như hiện nay, chúng ta đang phải chứng kiến sự biến mất của đa dạng sinh học. Mặc dù nhiều người trong số chúng ta không sinh sống trong rừng, nhưng thiên nhiên luôn là một phần trong cuộc sống. Thiên nhiên cho chúng ta không khí để thở, nước chúng ta uống, tạo ra năng lượng. Từ những chiếc ghế chúng ta ngồi tập tới những chiếc đũa chúng ta ăn, thiên nhiên được thấy trong cuộc sống hàng ngày của con người. Tại sao món ăn này lại đắt thế? Bởi vì đó là món ăn từ động vật quý hiếm, không còn nhiều trong tự nhiên. Vậy bạn hãy gọi những món ăn khác. Cùng với nhau, chúng ta sẽ gìn giữ nguồn di sản thiên nhiên tươi đẹp của Việt Nam.